Đà Nẵng, bắt thanh niên học lỏm kỹ năng phá khóa trên mạng rồi đi gây án. Sau cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về vụ án chuyến bay giải cứu, dư luận đặc biệt quan tâm đến thư ký, trợ lý trong vụ án này. Đó là tại sao họ kiếm tiền một cách dễ dàng, nhanh và nhiều đến vậy. Cà phê đa hoa buông nở trên các triền đồi tạo nên cảnh sắc thiên nhiên kỳ ảo ở vùng cao Sơn La. Khám phá cơ địa máy bay lớn nhất thế giới tại Mỹ. Kính chào quý vị khán giả. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi là Hoàng Trí và Khánh Hà. Chào mừng quý vị đang cùng đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Đội cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Hồ Tất Tân Toàn, 22 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Trị để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Toàn là nghi phạm đột nhập nhà của một nữ sinh viên tại Đà Nẵng, lấy đi tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. Trước đó, ngày 29 tháng 3, một nữ sinh viên phát hiện cửa chính nhà trọ bị kẻ gian mở khóa đột nhập, lấy cắp một chiếc xe máy cùng một máy tính xách tay, một con heo đất để tiền tiết kiệm và đồ trang sức với tổng trị giá thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu xác định Toàn chính là nghi phạm vụ trộm nên đã phối hợp với Công an phường Đông Thạnh, thành phố Đông Hà thu một số vật chứng liên quan đến vụ trộm. Tại cơ quan điều tra, Hồ Tất Tân Toàn đã khai khoảng 2 giờ sáng ngày 29 tháng 3, Toàn đã dùng kỹ năng phá khóa học lõm trên mạng để mở cổng, mở cửa nhà này để đột nhập. Sau khi trộm chiếc xe máy và trở về phòng trọ bằng một lối đi khác, Toàn còn quay lại nhà này một lần nữa để lấy thêm laptop và một số tài sản như đã nói ở trên. Được biết, trước đó Toàn từng là shipper giao hàng đến căn nhà này nên nảy sinh ý định trộm cắp. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện bắt giữ hai tàu vận chuyển hơn 500.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam. Theo đó, tối ngày 20 tháng 4, trong quá trình tuần tra kiểm soát trong khu vực biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện tàu TG94458TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Phạm Văn Lâm, sinh năm 1978, thường trú tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Chủ tàu là Nguyễn Hoàng Long, thường trú tại xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Trước đó, như 24 giờ chuyển động đã đưa tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cũng phát hiện bắt giữ tàu BV96789TS vận chuyển khoảng 480.000 lít dầu DO trái phép. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm. Sau đó, dẫn giải hai phương tiện về cảng hải đội 421, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng vụ án chuyến bay giải cứu, thì chúng ta đã biết được là thư ký, trợ lý rất dễ dàng nhận tiền khủng của doanh nghiệp. Dư luận đặt ra câu hỏi về nhiệm vụ, quyền hạn của các thư ký, trợ lý đến đâu? Luật pháp nào quy định mà tự tung tự tác nhận hối lộ với số tiền quá lớn như vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này qua phần phân tích và bình luận sau đây trong chuyên mục Nóng trên mặt báo. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý của quyền Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, với cáo buộc đã nhận tiền giúp doanh nghiệp được phê duyệt gần 30 chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Quang Linh đã giữ vai trò là trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực, có nhiệm vụ tham mưu đề xuất Phó Thủ tướng phê duyệt chuyến bay cho cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công vụ, ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác giúp công ty lữ hành Việt, công ty ATA Invesco được phê duyệt nhiều chuyến bay giải cứu trong dịch Covid-19 khi chưa có sự thống nhất đề xuất của tổ công tác năm bộ. Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Quang Ninh đã nhận hối lộ của công ty lữ hành Việt và bị can Nguyễn Mai Anh tổng số tiền 180.000 đô la Mỹ và 100 triệu đồng, tương đương hơn 4,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Nguyễn Quang Ninh và gia đình đã nộp khắc phục số tiền trên 4,4 tỷ đồng. Cũng trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nhận số tiền lớn nhất với 253 lần nhận lót tay 42,6 tỷ trong vụ chuyến bay giải cứu. Có thể nói, đây là người nhận hối lộ số tiền kỷ lục lớn nhất trong vụ án này chỉ trong thời gian ngắn là 9 tháng. Thời điểm đó, Bộ Y tế phân công Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm nhiệm vụ xem xét,
duyệt ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng khi những nơi này xin ý kiến về chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo và xin cho khách lẻ được về nước. Các cơ quan chức năng thông qua Phạm Trung Kiên để trình Thứ trưởng xem xét, ký duyệt văn bản trả lời. Cơ quan truy tố cáo buộc quá trình thực hiện nhiệm vụ, thư ký Phạm Trung Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền từ 50 triệu đến 200 triệu cho một chuyến bay. Đối với chuyến bay combo, thư ký Kiên ra giá với doanh nghiệp phải chung chi từ 500.000 tới 2 triệu đồng một khách. Với hình thức đếm đầu người cho khách lẻ, Kiên ra giá từ 7 tới 15 triệu đồng một khách. Chỉ trong 8 tháng của năm 2021, Phạm Trung Kiên đã có đến 253 lần nhận tiền của 18 cá nhân đại diện doanh nghiệp và một số khách lẻ. Đáng chú ý, Viện Kiểm sát cáo buộc ông Kiên đã có đến 114 lần nhận hối lộ từ Vũ Hồng Quang, cán bộ Cục Hàng không Việt Nam. Tổng số tiền cựu thư ký thứ trưởng đã nhận từ cán bộ Cục Hàng không hơn 7,4 tỷ đồng. Với cách thức như trên, ông Kiên ra giá và nhận tiền hàng trăm lần từ đại diện các doanh nghiệp như Vitato, A Châu, Bầu Trời Hà Nội, Phượng Hoàng, GA9, TSN, Lữ Hành Việt, Hoàng Long Luxury, Sao Hà Nội, Vitason, Thuận An, Nam Hồng, Sang Trọng, Quốc tế, Sao Phương Đông. Tại sao thư ký, trợ lý lại kiếm tiền nhanh và dễ dàng đến vậy? Theo quy định số 30 QĐTW ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh, trợ lý thư ký, thì những người làm thư ký và trợ lý cho lãnh đạo có thể nói họ là những người kê cạnh, gần gũi, chia sẻ giúp việc lãnh đạo, không kể thời gian sớm, tối để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng trong vụ án này, thư ký và trợ lý đã lợi dụng lãnh đạo làm thay đổi bản chất nhân văn, nhân đạo về chính sách bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước. Vâng, họ cấu kết với nhau, bỏ đi cả danh dự, liêm sĩ để lợi dụng khẽ hở của pháp luật, đặc biệt là lợi dụng tình hình đại dịch Covid-19. Cả nước đang gồng mình chống dịch, thậm chí là giành giật từng mạng sống cho người dân để trục lợi trên nỗi đau của người dân, đất nước. Họ thực hiện lợi ích nhóm, không phải chỉ ở một nơi, đơn vị, mà từ các bộ, cơ quan trung ương đến địa phương và có sự móc nối cả trong khu vực công lẫn tư. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao thư ký, trợ lý lại có thể tùy tiện tự tung tự tác lộng hành đến như vậy để nhận hối lộ dễ dàng lớn như thế? Ai là người chịu trách nhiệm và cơ chế nào để kiểm soát, giám sát họ? Điều này cũng đặt ra vấn đề lớn đối với những người quản lý, lãnh đạo và những người có trách nhiệm là làm gì để xử lý, bịt kín kẽ hở của pháp luật. Nhưng có lẽ trên hết và trước hết là đạo đức của cán bộ, đảng viên phải trong sáng, liêm, chính, chí công vô tư, không cơ hội lợi dụng chức trách nhiệm vụ để vụ lợi. Dư luận cho rằng họ lợi dụng trục lợi trong bối cảnh như vậy là không thể chấp nhận được, và cùng với pháp luật xử lý nghiêm thì về mặt đạo đức con người cũng phải kịch liệt lên án, phê phán. Những hành vi phạm tội trong vụ án này đều có tình tiết tăng nặng, cần phải áp dụng là lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi trên nỗi đau của đồng bào. Do đó, thời gian tới, khi đưa ra truy tố, xét xử, cần phải áp dụng nghiêm các quy định của pháp luật, không có vùng cấm để quyết định hình phạt thật nặng, để cảnh báo, răn đe. Và thưa quý vị, nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo đến đây xin khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, về vùng miền núi Sơn La, không chỉ có hoa mận, hoa sơn trà tạo nên những vẻ đẹp tinh khôi quyến rũ, mà còn có hoa cà phê, một loại hoa đã gắn bó với đồng bào Thái từ hơn 30 năm nay. Hiện đã bắt đầu bước vào mùa cây cà phê ra hoa, bung nở trên các triền đồi, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên kỳ ảo ở vùng cao Sơn La. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng quý vị nhé! Vào mùa này, bản làng ở các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, thành phố Sơn La sáng bừng lên sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê, đang đua nhau khoe nở khắp các triền đồi, thung lũng xen lẫn trong vườn cây ăn quả, tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên kỳ ảo ở vùng cao Sơn La. Thường hoa cà phê thì nở vào thời gian tháng 2 đến tháng 4. Giờ nở rộ đẹp nhất thì tầm 2 đến 3 ngày. Như những bông tuyết trắng bung nở trên sắc xanh tươi của lá, hoa cà phê e ấp từng cánh nhỏ rung rinh tỏa hương trong gió. Những trái cà phê non xanh bắt đầu nhú dần, kết thành từng chùm trên cây. Một điều đặc biệt chỉ có ở Tây Bắc, đó chính là màu sắc sặc sỡ của những chiếc khăn bêu đội đầu duyên dáng và những bộ váy áo cóm của người phụ nữ Thái thấp thoáng giữa những nương đồi cà phê.
Nhìn thấy hoa cà phê nở trắng xóa thì mình cảm thấy rất là yêu bản làng mình hơn. Qua một năm lao động vất vả thì cũng sắp thành quả sắp được thu hoạch rồi, mình cảm thấy rất là vui. Dựa vào lượng hoa cà phê trên cành, người nông dân có thể nhận biết được năng suất của vụ năm nay. Những lưng đồi cà phê đơm hoa kết trái hứa hẹn tạo nên một mùa thu hoạch bội thu cho tương lai. Cây cà phê gắn bó với mình như là một người bạn thân. Năm nay thấy cà phê trắng xóa nở rộ khắp bản làng, mình thấy rất vui mừng và phấn khởi vì biết được rằng năm nay sẽ là một năm bội thu của bà con nhân dân. Cây cà phê được trồng tại tỉnh Sơn La từ những năm 1990, trải qua trên 30 năm phát triển, cà phê Sơn La đã khẳng định được vị thế là cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Mỗi một mùa hoa cà phê lại mang đến những niềm vui, niềm hy vọng cho những người nông dân nơi đây. Thưa quý vị, Bạc Liêu vốn nổi tiếng là một tỉnh có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất muối và có lịch sử nghề làm muối từ rất lâu đời. Nhiều người cũng hay gọi Bạc Liêu là xứ muối. Việc đưa nghề làm muối ở Bạc Liêu vào di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020 đã thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của nhà nước đối với nghề thủ công truyền thống này. Và kể từ đây, câu chuyện trải nghiệm nghề làm muối, đưa cái nghề của đời diêm dân Cần Lao vào làm du lịch cũng được gợi mở. Bên cạnh giá trị về kinh tế, nghề muối ở Bạc Liêu còn hàm chứa giá trị văn hóa đặc biệt. Nghề phản ánh bản sắc, điều kiện tự nhiên độc đáo của Bạc Liêu, vùng đất, con người làm nên hạt muối mặn mà, không chát. Đó là điểm đặc biệt, là tinh hoa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của diêm dân Bạc Liêu và chỉ có trên vùng đất Bạc Liêu. Cuối năm 2020, Bạc Liêu vinh dự đón nhận bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm muối ở Bạc Liêu. Đây là lần đầu tiên Bạc Liêu có di sản văn hóa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể các quốc gia. Nghề làm muối ở Bạc Liêu được xếp vào một trong 7 loại hình của di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Đó là loại hình nghề thủ công truyền thống. Muối Bạc Liêu không chỉ là hàng hóa thuần túy kinh tế mà còn mang tính sáng tạo và phản ánh phong tục tập quán, tín ngưỡng, điều kiện tự nhiên khác biệt của vùng đất. Bên cạnh đó, nơi đây còn có những câu chuyện có thật hay giai thoại xung quanh nghề làm muối và hạt muối. Đó chính là giá trị hữu hình và là tiềm năng để làm du lịch. Câu chuyện trải nghiệm nghề làm muối đưa các nghề của đời diêm dân Cần Lao này vào làm du lịch cũng đã được gợi mở. Cái hướng tới thì chúng tôi sẽ cùng với là các diện trường để xây dựng được một cái mô hình du lịch đối với lĩnh vực muối này, đặc biệt là sẽ có những cái sản phẩm muối để là phục vụ cho du lịch, rồi là sẽ hướng đến các cái mô hình là du lịch mà gắn với trải nghiệm ở cánh đồng muối. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ là sẽ góp phần giúp cho bà con diêm dân sẽ tiếp tục gắn bó với cái ngành nghề truyền thống hơn, rồi giúp bà con sẽ làm giàu hơn, từ đó là bà con sẽ gắn bó hơn, lâu dài hơn. Việc xây dựng mô hình du lịch nghề muối không chỉ góp phần giữ gìn làng nghề truyền thống mà còn là điều kiện thuận lợi để bạn bè trong nước và quốc tế biết nhiều hơn về nét đẹp văn hóa ở vùng đất ven biển Bạc Liêu. Thưa quý vị, sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, thành phố Đà Nẵng đang khởi động lại các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Trong đó, khu vực ven biển đang dần sôi động trở lại với nhiều sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, sẵn sàng đón mùa cao điểm du lịch hè sắp tới. Ban ngày là bãi tắm công cộng số 3 với các dịch vụ cử đồ, tắm nước ngọt, phục vụ khách tắm biển. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khu vực này lại trở thành một câu lạc bộ giải trí trên bãi biển sôi động với âm nhạc, ánh sáng và dịch vụ ăn uống đa dạng. Đây là một trong hàng chục điểm giải trí đang thắp sáng các bãi biển du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng về đêm gần đây. Cho công tác đón tất cả các khách du lịch trong và ngoài nước thì chúng tôi, dịch vụ chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện thêm những điểm check-in trên bãi biển Đà Nẵng, rồi tổ chức những live show ca nhạc hàng đêm, những game show, những tổ chức những bữa tiệc DJ. Còn tại khu vực bãi biển đêm Mỹ An, được ngành du lịch Đà Nẵng đưa vào hoạt động từ mùa hè năm ngoái, đêm này đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tận hưởng không khí biển đêm trong lành với các dịch vụ hấp dẫn như massage chân, âm nhạc đường phố, xe âm nhạc, các điểm check-in. Trước đây mình đã đi du lịch ở Đà Nẵng khoảng 4-5 lần rồi, và lần này thì trở lại thì thấy Đà Nẵng cũng đang trong giai đoạn phục hồi sau dịch, và đặc biệt là các dịch vụ cũng đã đi vào lại lấy lại các cái sức sống
có thể thấy tầm thời điểm này là cũng 10 giờ rồi, chưa ai muốn về nhà nghỉ cả vì rất nhiều hoạt động đang sôi nổi diễn ra ở bờ biển. Cùng với việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ mới, các bãi biển cũng được tăng cường lực lượng cứu hộ, trực tự trực đêm để đảm bảo an toàn, an ninh trực tự và vệ sinh môi trường, góp phần đưa khu vực ven biển trở thành sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế đêm của thành phố Đà Nẵng. Tin quốc tế gây chú ý, NASA có kế hoạch đưa các phi hành gia lên sao Hỏa vào những năm 2030, nhưng trước đó họ sẽ quan sát tác động đối với phi hành đoàn trong môi trường sống mô phỏng. Sau đây, chúng ta hãy cùng khám phá một cơ sở thí nghiệm mô phỏng môi trường sống sao Hỏa ở Texas để hỗ trợ các sứ mệnh trong tương lai này. Cơ sở rộng 160m² được gọi là Mars Dune Alpha, bao gồm phòng khách và phòng ăn, hai nhà tắm, một trang trại thẳng đứng để trồng salad, một phòng dành riêng cho việc chăm sóc y tế, khu vực thư giãn và tập thể dục, một số máy móc và nước dừa cát đỏ. Nó được tạo ra cho ba thí nghiệm đã lên kế hoạch của NASA có tên là Cơ quan tương tự khám phá hiệu suất và sức khỏe phi hành đoàn. Bốn tình nguyện viên sẽ làm việc trong cơ sở này một năm để kiểm tra xem cuộc sống sẽ như thế nào trong các sứ mệnh tương lai trên hành tinh đỏ. Thử nghiệm đầu tiên bắt đầu vào mùa hè này. Trong thời gian đó, NASA có kế hoạch theo dõi sức khỏe thể chất và tinh thần của họ để hiểu rõ nhất về khả năng chịu đựng của con người trong thời gian dài bị cô lập. Trên sa mạc Arizona của nước Mỹ hiện có một khu nghĩa địa rộng 10,5 km² chứa hơn 4.000 chiếc máy bay từ các lực lượng quân đội và NASA. Tại nghĩa địa này đang yên nghỉ đủ các loại máy bay từ thời Thế chiến II đến trực thăng và các loại máy bay hiện đại ngày nay. Có tên gọi Oma thứ 309. Cơ sở này là nơi tập kết và bảo quản hàng ngàn máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng về hưu, nằm ở khu vực Tucson, bang Arizona của Mỹ. Căn cứ này được xác định là một khu quân sự cấm của chính phủ Hoa Kỳ, là nghĩa địa vũ khí lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Nghĩa địa khổng lồ rộng 2.600 mẫu Anh, tương đương với diện tích 1.300 sân bóng đá tiêu chuẩn, gồm hơn 4.300 máy bay quân sự thuộc hơn 70 chủng loại, trị giá khoảng 35 tỷ USD của Mỹ. Trong đó, có rất nhiều loại máy bay hiện đại vẫn còn khá tốt như máy bay chiến đấu F-15, F-16, máy bay ném bom chiến lược B-52H. Một trong những lý do người ta lưu giữ những chiếc máy bay này ở đây là vì lượng mưa ít, độ ẩm thấp, đất phèn ít xói mòn, ít xảy ra sự rỉ sét. Nền đất cứng nên chúng có thể là bãi đổ và không cần phải xây dựng các thảm bê tông kiên cố. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, chuyên mục Cà phê không đường phản ánh câu chuyện người Việt vượt đèn đỏ qua ánh mắt của du khách nước ngoài. Trong chuyên mục chuyện ngày mới, mời quý vị đến với Hà Nội để thưởng thức món cá kho được nấu từ những con cá khủng nuôi 6 năm ở sông Đà. Thưa quý vị, câu chuyện vượt đèn đỏ không còn xa lạ với mỗi người Việt Nam, bởi đó như một hình ảnh thường nhật, dễ bắt gặp mỗi khi tham gia giao thông trên đường. Nhiều du khách nước ngoài không khỏi bất ngờ bởi giao thông Việt Nam khá hỗn loạn và người dân thì thường xuyên vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe xem du khách nước ngoài nói gì về tình trạng người Việt vượt đèn đỏ qua phóng sự phản ánh sau đây. Lucia sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Tranh thủ thời gian nghỉ, Lucia lựa chọn đến Việt Nam du lịch và trải nghiệm. Mới đến Việt Nam được gần 10 ngày, nhưng Lucia không khỏi bất ngờ bởi giao thông ở Việt Nam khá hỗn loạn và người dân thì thường xuyên vượt đèn đỏ. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên khi đèn tín hiệu báo đỏ nhưng mà người dân thì vẫn đi. Nhiều khi tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Hướng dẫn viên du lịch của tôi có chỉ cách để qua đường ở Việt Nam là chỉ cần nhắm mắt và vượt qua. Tôi thực sự lo ngại mỗi lần qua đường. Tôi có nghe qua về những tai nạn liên quan đến xe gắn máy ở Việt Nam thông qua một người y tá khi có rất nhiều ca cấp cứu tại bệnh viện liên quan đến tai nạn xe máy. Không chỉ Lucia, nhiều khách du lịch cũng tỏ ra ngạc nhiên với ý thức chấp hành luật giao thông của một số người Việt Nam khác xa với nơi họ sinh sống. Giao thông ở Việt Nam rất khác với quê hương của tôi. Tôi đoán ở đây điều đó là bình thường. Ở Na Uy, người dân chấp hành luật giao thông, còn ở Việt Nam thì xe cộ vẫn di chuyển trong khi người dân đang qua đường. Tôi không hiểu sao nhưng giao thông ở Việt Nam vẫn hoạt động theo cách đó. Thật khó hiểu khi người dân phải tránh các phương tiện khác để băng qua đường. Giao thông ở Việt Nam khá tệ, có thể cần nhiều cảnh sát ở trên đường hơn để kiểm soát người dân chấp hành luật giao thông. Và tôi nghĩ nếu người dân có ý thức chấp hành luật giao thông hơn thì đất nước của các bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhưng điều đó có thể sẽ rất khó khăn
vì có rất nhiều người sinh sống tại đây, nó khác với đất nước của tôi. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 832 vụ tai nạn giao thông, làm chết 539 người và làm bị thương 565 người. Trong đó, nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc người điều khiển ô tô, xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ, vượt đèn đỏ qua các ngã ba, ngã tư, nút giao, để lại hậu quả nghiêm trọng, nhiều trường hợp làm chết người. Vì vậy, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức chấp hành luật và tuân thủ luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, đồng thời góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt quả tang hai người đàn ông thực hiện 5 vụ trộm bình ắc quy ô tô trong một đêm. Thông tin ban đầu, tổ tuần tra đêm của Công an quận Cái Răng phát hiện Trần Thanh Tâm, 50 tuổi và Bùi Văn Hiền, 51 tuổi, đang trộm bình ắc quy của xe ô tô đậu cặp lề đường. Bị phát hiện, hai người này điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 65A-24155 tẩu thoát. Lực lượng chức năng truy đuổi và nhanh chóng chặn bắt tại khu dân cư Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Kiểm tra xe ô tô, lực lượng công an phát hiện 8 bình ắc quy các loại và các dụng cụ tháo lắp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Tại cơ quan công an, hai người thừa nhận thuê xe ô tô, mua dụng cụ rồi rủ nhau đi trộm. Chỉ trong đêm 20 đến rạng sáng ngày 21 tháng 4, cả hai đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản, lấy được 8 bình ắc quy các loại. Theo công an, Tâm, bà Hiền là người nghiện chất cấm và có tiền án tiền sự. Hiện công an quận Cái Răng đang tiếp tục đấu tranh đầm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Lê Thanh Phương, sinh năm 1995, trú tại thành phố Phan Thiết để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào tối ngày 19 tháng 4, anh NVT đến công an trình báo bị kẻ gian trộm mất một laptop và một số giấy tờ tùy thân để trong xe ô tô đậu trên đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết. Nhận được tin báo, Công an thành phố Phan Thiết đã triển khai điều tra truy xét đối tượng. Đến sáng ngày 20 tháng 4, sau khi xác định được nghi phạm là Lê Thanh Phương, công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất phòng trọ của đối tượng tại thành phố Phan Thiết và thu hồi được tài sản. Trước đó, vào tối ngày 25 tháng 3, với thủ đoạn tương tự, Lê Thanh Phương đã mở cửa chiếc ô tô không khóa cửa xe và đang đậu trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, trộm hai chiếc điện thoại di động trị giá hơn 50 triệu đồng, một túi sách. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai đã thực hiện trót lọt bao vụ trộm cắp tương tự. Được biết, Lê Thanh Phương đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ để xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ cướp tài sản manh động xảy ra tại khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đội cảnh sát hình sự đã tiến hành triệu tập Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1998, lên làm việc. Tại cơ quan công an, Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Trước đó, ngày 20 tháng 4, bà NTTC, tên độc tắc, sinh năm 1959, đang bán tạp hóa tại khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thì bị một đối tượng lạ mặt đi vào, tay phải cầm dao đe dọa, tay trái giật túi sách màu đen trên tay của bà C. Bên trong có chứa một điện thoại di động, cạc điện thoại, số tiền mặt khoảng 4 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng Nguyễn Hữu Trung. Hiện công an thị xã Phú Mỹ đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong chương mục Chuyện Ngày Mới hôm nay, mời quý vị cùng đến với Hà Nội để khám phá một món ăn vô cùng hấp dẫn, đó chính là món cá kho. Nhắc đến món ăn này thì chắc chắn là có một số người sẽ nghĩ đây là món ăn bình dị quen thuộc thì có gì mà độc đáo, đúng không nào? Thế nhưng món ăn này được chế biến từ những con cá khủng được nuôi tới 6 năm ở sông Đà. Chưa kể là món cá kho này được nấu rất là kỹ càng công phu, vì thế mỗi niêu cá kho này có giá tiền triệu. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng gặp gỡ người đầu bếp đã làm ra món ăn hấp dẫn này để biết được rằng anh đã đầu tư cả nguyên liệu, thời gian và tâm huyết của mình như thế nào để tạo nên những niêu cá kho thơm lừng và hấp dẫn.
ngoại mình thường là người kho cho mình từ bé, thế nó mới ấn tượng vào. Thì bây giờ mình kho như thế này thì trên cái phương, cái chủ đạo cũng là cách kho của người Thái Bình và của ngoại mình hướng dẫn. Thì ở đây mình là đều chọn những cái con cá chấm này, rồi những con cá chấm đen, cá chấm trắng, rồi là cá lăng tiến vua. Thì mình dùng cá của vùng Bắc Bộ, và chủ đạo nhất là của vùng trung du miền núi ấy, nó lạnh thì nó rất, nó cũng rất là ngon, cá nó rất là chắc đấy, và những con cá là kích cỡ của nó cũng đều 3-4 cân trở lên. Và thực sự làm cái món cá kho này là chúng ta nó rất cầu kỳ. Trong vòng 11 tiếng đến 12 tiếng thì chúng ta sẽ phải duy trì các cái kiểu lửa khác nhau. Có nghĩa là lửa nó sẽ phải lúc đầu thì to, nhưng sau đó là cứ phải duy trì và nó om bằng cái nhiệt như thế này. Đấy, và nó điều tiết ấy, nó như nhạc công ấy. Cứ khoảng cỡ tầm 40 phút là chúng ta sẽ phải chêm nước một lần. Có nghĩa là như 11, 12 tiếng thì chúng ta sẽ phải chêm mất 10 lần nước, 10 lần nước luôn. Cứ nước sôi này, nhưng phải nước sôi nhá. Thế là khi mà chêm nước vào thì ta lại cho to lửa lên một chút. Xong bắt đầu đến khi mà nó sôi nên ta lại giảm lửa đi một tí. Cứ mỉ như thế. Nhưng mọi người cố gắng cứ giữ bằng cái than hồng này thì rất là tuyệt vời. Ví dụ như là chúng ta chỉ kho bằng 3-4 tiếng thôi, nhưng mà bằng nồi điện nhá, là cũng có thể mục ra rồi, mục xương ra rồi. Nhưng mà cá có thể nó lại không keo vào đâu. Nhưng nếu mà chúng ta cứ đun lửa đùng đùng mà 5-7 tiếng hay 10 tiếng ấy, nó cũng kiểu khác. Nhưng nếu mà chúng ta để 12 tiếng mà cứ âm ỉ như thế này ấy, thì xương nó rất là mục, thịt thì nó keo vào, ăn nó rất là bùi và ngậy. Để mà có một cái niềm động lực đến tận nơi đây đó là hơn 20 km, từ Xuân Đỉnh về đến Hà Đông để mua được một nồi cá kho như thế này. Tôi cảm nhận ngay đó là cái cá kho nhà anh Mạnh thứ nhất là ngon và sạch. Và điều đặc biệt là cái gia vị mà anh Mạnh độc quyền của sản phẩm đó là gia vị đặc trưng riêng nhà hàng mới có thôi, còn tất cả những cái nơi các nơi khác không có. Tôi thường xuyên là hay gọi điện và nhắn tin cho anh ấy là khi nào anh kho cá thì để cho phần riêng cho tôi. Ngoài ra còn con của hai đứa con của tôi, đây là hai bạn con trai, và đặc biệt là chồng tôi cũng thích, rất thích ăn. Chắc là sau khi theo dõi những hình ảnh vừa rồi thì không ít quý vị khán giả đang muốn thưởng thức ngay món ăn hấp dẫn này rồi, đúng không nào? Vâng ạ, và thưa quý vị, mới đây theo trang thông tin được ví như bản đồ ẩm thực toàn cầu Taste Atlas công bố danh sách 100 món ngon nhất thế giới làm từ cá, trong đó có hai món dân dã của Việt Nam, đó là món cá kho tộ và canh chua cá. Đây thật sự là một điều đáng mừng, thì bản đồ ẩm thực thế giới luôn có dấu ấn riêng biệt của các món ăn Việt Nam. Và thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Khánh Hà và Hoàng Trí xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Khánh Hà xin kính chào và hẹn gặp lại.